Tài tử Captain America Chris Evans vừa được tạp chí People vinh danh là người đàn ông đương đại quyến rũ nhất làng giải trí Âu Mỹ năm 2022. Chris Evans cho biết anh vẫn đang cố gắng làm quen với danh hiệu mới và chuẩn bị đón nhận sự trêu chọc từ bạn bè. Mới đây, tạp chí People bình chọn Chris Evans là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2022. Năm ngoái, người được People lựa chọn là nam diễn viên Paul Rudd. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí tại quê hương Boston, Chris Evans ngại ngùng khi đề cập tới từ quyến rũ và anh chia sẻ nhiều hơn về công việc. Mặc dù chưa hoàn toàn thoải mái với danh hiệu này, tài tử cho hay đây sẽ là một kỷ niệm thú vị để sau này nhắc lại. Chris Evans được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai đội trưởng Mỹ trong Captain America và Avengers. Sau 22 năm mải miết theo đuổi sự nghiệp, Chris Evans cho biết anh đang sẵn sàng để sống chậm lại một chút. Anh thử sức ở những đam mê khác ngoài ngành giải trí và cũng nghĩ nhiều hơn đến hôn nhân và việc trở thành một người bố. Chris từng trải qua nhiều cuộc tình với các bóng hồng nhưng hiện chưa công khai mối quan hệ với cô gái nào. Cuối tuần vừa qua thì những người hâm mộ của Spice Girl vô cùng bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy các thành viên nhóm nhạc đình đám này hội ngộ. Đây là buổi gặp gỡ tiệc tùng nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của thành viên Carey Halliwell. Cầu thủ bóng đá David Beckham, chồng của nữ ca sĩ Victoria Beckham, đã đăng tải đoạn băng về cuộc hội ngộ giữa các thành viên của ban nhạc Spice Girl. Trong đoạn băng thì 4 trong số 5 thành viên Spice Girl được nhìn thấy hát và nhảy múa theo bản hit Say You'll Be There của nhóm. Trong khi đó, Victoria cũng đăng tải những bức hình vô cùng thân thiết của các thành viên trong buổi tối đặc biệt này trên trang cá nhân. Sự xuất hiện của Victoria Beckham cũng xóa tan nghi vấn bất hòa giữa cô với các thành viên còn lại trong Spice Girl. Vừa qua, 4 thành viên còn lại của nhóm đã thông báo về việc phiên bản kỷ niệm 25 năm của album Spice World. Tuy nhiên, phiên bản mới không có sự góp mặt của vợ David Beckham. Victoria cho biết việc kinh doanh thời trang và chăm sóc con cái khiến cô không thể tái hợp với nhóm được. Các nhà tổ chức của Oscar cho biết, người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya Jimmy Kimmel sẽ là người dẫn dắt lễ trao giải Oscar năm 2023. Đây là lần thứ 3 nam diễn viên trở lại lễ trao giải Oscar với vai trò người dẫn chương trình. Một năm sau khi nam diễn viên Will Smith kết thúc lễ trao giải Oscar bằng cách tát người dẫn chương trình Chris Rock, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã quyết định chọn một gương mặt kỳ cựu cho lễ trao giải danh giá nhất Hollywood. Diễn viên hài nổi tiếng của Mỹ Jimmy Kimmel là người được chọn mặt gửi vàng với hy vọng thúc đẩy lượng người xem truyền hình đang giảm sút và mang lại vẻ đẹp cho sự kiện sau sự cố không hay xảy ra vào năm ngoái. Chia sẻ về việc được mời dẫn lễ trao giải trong năm 2023, Kimmel nói với sự hài hước rằng được mời dẫn giải Oscar lần thứ 3 là một vinh dự lớn hoặc là một cái bẫy. Lễ trao giải Oscar 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 3 năm 2023 tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Theo nguồn tin của Seompi, thì Soyeon, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám một thời Tiara, đã chính thức đăng ký kết hôn với cầu thủ bóng đá Cho Yoo Min. Tuy nhiên, cặp đôi sẽ hoãn việc tổ chức hôn lễ sang năm 2023. Theo kế hoạch ban đầu, Soyeon và chồng dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 này sau khi Cho Yoo Min kết thúc mùa giải K-League. Thế nhưng, cầu thủ này gần đây đã được công bố là thành viên quốc gia của đội tuyển bóng đá Hàn Quốc trước thềm FIFA Qatar World Cup năm 2022. Vì vậy mà anh cần thời gian này để tập trung cho trận đấu sắp tới. Đây cũng là nguyên nhân khiến cặp đôi quyết định tạm thời chưa tổ chức hôn lễ và chuyển sang năm 2023, khi cả hai có thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Công ty chủ quản của Soyeon cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Cặp đôi lần đầu thông báo về việc đính hôn vào tháng 1 năm 2022. Trước đó, Soyeon và Cho Yoo Min đều vô cùng kín tiếng với mối quan hệ của mình. Cả hai công khai đã hẹn hò 3 năm và xác định sẽ tiến tới hôn nhân.